Xin chào các bạn, đây là kết quả sau khi bên mình diệt ruồi cho một quán bánh. Bây giờ thì các bạn chúng ta sẽ cùng đi xem kết quả nha. Đây, mình sẽ sử dụng cái loại thuốc phun, cái loại này thì không mùi và không độc hại nha. Và dĩ nhiên là khi mình phun thì mình cũng sẽ tránh những cái đồ ăn thức uống ra, phun lên những cái bề mặt như thế này. Các bạn thấy sau khi mà ruồi nó sẽ bu lên bề mặt này, nó sẽ ăn thuốc và nó sẽ chết nha, nó sẽ chết như thế này. Đây. Đây là những con đã chết rồi nha. Đấy. Thì chúng ta cứ phun lên bề mặt thì những con nào nó chưa chết thì khi mà nó đi như thế này hoặc là khi nó ăn đó thì nó sẽ chết. Chúng ta có thể phun trực tiếp lên trên bề mặt như thế này hoặc là chúng ta có thể là pha ra. Ở đây thì để pha vô trong mật ong này đó. Pha mật ong nha thì nó bù vào thì nó cũng ăn rồi nó cũng sẽ chết. Đây mình xem kết quả nha. Đây. Thì sẽ ăn vào nó sẽ chết. Này, những cái vết vệt phun nước các bạn thấy không? Vẫn còn nha. Những con nào nó chưa ăn thì nó sẽ bú vào, nó ăn thì nó sẽ chết thôi. Đây, những cái con đã chết rồi thì nó sẽ nằm trên đây hoặc là nó sẽ rớt xuống dưới sàn nha. Lát nữa thì mình sẽ quay sàn cho các bạn xem. Cái con ruồi này đã có dấu hiệu trúng thuốc này, các bạn để ý nè, nó đang lắc lư ở hai cái chân của nó đó. Ở đây thì hơi nhỏ nha, mình sẽ phóng to lên cho các bạn xem. Này. Rồi mình sẽ đi cùng kiểm tra một vòng nha. Đấy, những con nào chưa ăn thì các bạn thuốc nó vẫn còn đây thì nó sẽ ăn, nó sẽ chết nha. Đây mình phun thêm một tí nha. Đó, mình phun ướt như thế này, phun ướt như thế này để cho nó bám vào cho nó dễ nha. Đấy, này người ta pha mật ong này. Đó, mình sẽ phun thuốc vào. Rồi các bạn thấy ha, xem trên này. Đây này ha, mình phun lên những bề mặt nào mà nó đậu nhiều đó thì chúng ta sẽ phun lên nha. Đây. Con này đang rung cánh các bạn thấy không, đang trúng thuốc này, con này nó sắp chết rồi này. Đây này, để ý này. Thấy chưa đó. Rồi vô nhà vệ sinh xem nhé. Các bạn thấy dưới sàn vệ sinh này, này rất nhiều ruồi ha, ruồi chết này đó. Đó không, những cái chấm đen đen này là ruồi nha các bạn nhé. Này cận cảnh các bạn xem này đó, những con ruồi nó nằm đây này. Đó, ở đây là những vệt thuốc mình phun nha. Đó, các bạn có thể phun lên những bề mặt áo mưa và những bề mặt nó hay đậu ha. Đó, những cái con mà đang bay lòng vòng là những con đang trúng thuốc và nó sẽ chết trong khoảng tầm 30 giây nữa nha. Đây, các bạn có thể phun lên những bề mặt như thế này. Đó, dùng cái bình này ha, phun lên. Đó, những bề mặt nào mà nó hay đậu thì chúng ta phun lên. Đó, có thể phun lên chừng này, phun lên mái này đều được hết nha. Đó, những cái chỗ nó hay đậu vào. Đó. Rồi. Sau khoảng 10-15 phút thì chúng ta sẽ kiểm tra kết quả các bạn nhé. Đó, cách làm thì rất đơn giản thôi. Các bạn có thể là tự mua thuốc về làm được, hoặc là nếu không có thời gian thì bên mình sẽ đi làm nha. Đó. Ta phun ra, phun lên cái bề mặt này. Nó ăn vào nó sẽ chết. Chúng ta sẽ phun lên những bề mặt kính như thế này, những cái nơi mà nó hay đậu đó thì chúng ta có phun thẳng vào nha. Ở đây là cái bếp này, các bạn thấy ha.